Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người một chương trình hay góp nhận tóc cần FNX. Để tham gia dự án, các bạn click phần link mô tả mở Telegram và bấm nút start chatbot nha các bạn. Rồi đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên khi tham gia dự án này, các bạn sẽ nhận được 0.25 tóc cần FNX bằng khoảng 60 đô ạ. Rồi các bạn bấm vào join này góp nha các bạn. Rồi các bạn, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join trên group kênh Challenge các bạn. Đây thì trước kia mình hình như mình đã có làm ta. Trước kia hình như là mình đã có làm cho một con là chạy trên TC20 các bạn. TC20 tu. Hiện tại nó còn con này nó chạy trên nền tảng Swap, nó có link Swap. Con này chạy trên nền tảng BNB Smart BNB Chain các bạn. Rồi các bạn ghi vào @ Telegram username của tất cả các bạn. A cộng anh 1133. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn cũng theo dõi follow theo word. Câu này hồi đó mình hồi lần mình nhớ cái hình thumbnail này mình có làm rồi nè các bạn. Nhưng mà hiện tại theo mình cũng đã like và cũng đã tweet lên các bạn. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Các bạn cũng follow Instagram nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lại các bạn. Và các bạn bấm don nha các bạn. Submit. Gửi với chút wallet message. Các bạn gửi địa chỉ với smart chain BNB nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ ETH cũng được nữa các bạn. Tại vì Smart Chain này nó cũng trùng chung địa chỉ Smart Chain. Nó cũng trùng chung địa chỉ ETH của mình nha tất cả các bạn. Nhưng mà con này nó chạy trên nền tảng Smart Chain BNB. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm dot drop. Rồi các bạn sẽ nhận 0.25 tóc cần nha các bạn. Vậy video này kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.